Mình làm birthday cho ông ngoại phụ bà ngoại. Má mi làm birthday cho ông ngoại phụ bà ngoại. Mi làm bánh đó hả? Làm gì? Làm gì nữa? Bây giờ mình hỏi gì xong mình đánh lên. Để hai cái chân cho em. Rap cái đôi giày lại luôn. Đang ngồi á. Bánh gì Rea biết không? Rea biết mami làm bánh gì không? Sinh nhật cho ai? Happy birthday to grandpa. Happy birthday to grandpa. Happy birthday. Happy birthday to grandpa. Giúp ba. Trồng đỏ với bột. Cái này là trồng trắng nè, thấy không? Đẹp không? Giống như kem không Rêu? Giống kem không? Ăn miếng đi. Xong giờ mình bỏ vô mình trộn. Bỏ vô mình trộn ha. Trộn với nhau hả? Mình trộn chung nhau. Rồi sao trộn? Hả? Trộn với nhau vậy? Trộn lại nhau vậy nè. Cho nó đều hai thứ với nhau. Em chịu đâu. Không chịu không được. Sao em không chịu? Em chịu đâu. Em phải chịu chứ. Chịu mới thành bánh, không chịu theo thành bánh được. Vậy nhất tháo ra bánh đi đi. Đừng bậy tay em nha. Mình nói là em có ăn không? Em có ăn không đi em? Em làm cấp khách không? Đưa cái giỏ cấp khách thì mình làm cho mấy cái cấp khách. Có không? Yes. Em có. Em có ha. Đó chứ, là lấy kìa. Cấm. Em làm mấy cái? Ba cái. Em chịu. Giúp đi. Chứ mami không mà chỉ mami mua một xanh không vậy. Hỏi quậy cái này quậy mua. Rêu, mami quậy nè, Rêu quậy. Còn cái quậy đó là quậy gì Rêu? Quậy bột, rồi quậy gì? Quậy gì? Quậy phá. Quậy phá. Mà là ai là người quậy phá? Ai là quậy phá vậy Rêu? Cái cô mà cắn cái con mèo quá nhớ không? Cô cắn mèo của phá quá. Rồi xong thì mình đổ vô khuôn này đi. Thì mình đổ vô khuôn. Xong mình đem đi mình nướng. Để mình lấy cái khuôn cho. Đó, được hai bánh luôn. Để mình đổ ra ngoài con. Từ. Đi chỉ cho phải. Đó. Mình làm nghe đi. Rồi. Mình gọn như chưa? Hai cái bánh chia ra ngoài miếng. Hai miếng kịp bỏ vô nướng rồi. Rồi bỏ lên. Chúng mình có bánh cúp khách đẹp lắm á. Ngoài gì? Hả? Bánh đã chín rồi nè Rêu. Hai cái này hồi nãy mình làm á Rêu đúng không? Mình làm bánh đây của bà ngoại vậy. Bánh đây của bà ngoại tháng 7 là bánh đây của bà ngoại. Tháng 5 là bánh đây của Gabriel. Tháng 7 là birthday của bà ngoại. Em thích màu hà. Năm nay mình làm birthday màu gì? Màu tím hả? Ok. Vậy là birthday lần tới là Rêu mấy tuổi rồi ta? Mấy tuổi? Bây giờ Rêu 2 tuổi. Sắp tới nữa là Rêu sẽ birthday 3 tuổi đúng không? Con unicorn. Em thích con unicorn hả? Em không làm con ổn nữa sao? Em đặt con unicorn. Em muốn đặt người ta làm con unicorn hả? Màu tím hả? Unicorn màu tím được không? Được chứ. Được chứ hả? Mẹ bơm con tím này lên đi mi. Bơm con tím nào con? Bơm cái con bong bóng tím nó ra cho Rêu hả? Wow, xong rồi nè. Bánh chín rồi nè. Giờ tháo ra đi con. Tháo ra cho ông ngoại đi. Tháo ông ngoại ăn bánh đi ông ngoại ơi. Em làm bánh cho ông ngoại nè ông ngoại ơi. Để ngoại lấy gì cho em đừng. Đây, hai cái này giục. Ngoại giục đi. Để đó đi, chút nữa mới giục cho.
Rồi đây là bỏ bánh lên đây nữa. Rồi bỏ bánh vô đi. Bỏ bánh vô đây là chút đem vô ngoài ăn nè. Đây là bánh Curiel làm. Em sợ rớt nguyên cái bánh luôn. Em sợ rớt nguyên cái bánh luôn đó hả? Ôi chà, bánh con có ta. Đó. Mày được ra đi. Ừ. Nè, cầm đi mày. Đây là bánh phin men không? Đúng rồi, một phin men đó Curiel. Và cái bánh bông lan. Rồi, còn cái này nè, lấy ra luôn đi đừng đưa cho ngoại ăn. Nó ông ngoại ơi, bánh bông lan thì em nướng nè ông ngoại ơi. Nè, nghỉ ra. Đi cầm giấy cho đi em lấy cái bánh đi. Đó. Lọc ra ta. Đó, được rồi. Rồi, bây giờ. Wow. Rồi. Cảm ơn dĩa bánh lên đi. Rồi, em đi vô cho ông ngoại ăn nha nè.